Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Mai Anh Tài. Dạo này một hai ngày gần đây là một trong hai những ngày thực sự khó khăn với mình. Thực sự là mình mất ăn mất ngủ luôn ấy. Hiện tại trong cái thời điểm mình quay clip này thì hiện tại kênh Mai Anh Tài Official của mình trên YouTube đang bị một vấn đề trục trặc do hacker. Nên là hiện tại kênh của mình đang không có. Nhưng mà hy vọng rằng khi mà clip đăng tải lên thì mọi thứ đã chuyển trở lại bình thường rồi. Và ngày hôm nay mình tiếp tục làm cái series co-video cùng các bạn nữ xinh xắn cho các bạn xem. Và ngày hôm nay có một cái là một số đặc biệt để đánh dấu một cái ngày đặc biệt là kênh của mình đang bị ấy, như đang bị như thế. Nhưng mà thực sự là mình cũng không quá lo lắm đâu, chỉ sợ là tương tác nó như thế nào thôi, vì thực sự đây là của bị hacker, nên là YouTube cũng nhiều trường hợp bị như này rồi và YouTube cũng đã trả lại, và nhưng mà chắc phải mất một vài ngày. Thật đáng tiếc khi mà kênh đang tương tác tốt nhưng mà sẽ phải chững lại một vài hôm. Nhưng không sao, mình nghĩ là cái clip này sẽ có thể kéo lại, đủ hấp dẫn để kéo lại tất cả các bạn tương tác lại với mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ cô với một bạn, là một bạn hot TikToker, có lẽ rất nhiều anh em biết. Và để xem bạn ấy là ai nhỉ, thì bây giờ các bạn hãy vào video của mình. Và trước khi vào cuộc trò chuyện này thì các bạn nhớ like và subscribe cho Mai Tạo Official nha, để mình có thể nhanh chóng đạt được 500 ca sub. Sắp được 500 ca sub rồi. Ok, nhớ bật thông báo nữa nha. Bây giờ thì vào video thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị em mới gọi các bạn ạ. Hello em. Làm gì đây? Em gọi cho anh hỏi làm gì đấy? Ờ thì phải hỏi sao lại xinh đấy? Chị ấy là vì em xấu đúng không? Không. Chưa gì vào. Chưa gì vào chuyện đã bắt bẻ nhau rồi. À bây giờ 11 giờ đêm rồi sao mà xinh đấy? Giờ này mà vẫn... Gọi cho anh thì em phải xinh chứ. Bây giờ em bị xấu luôn. Người gọi đúng không? Từ gọi cho anh xinh chứ không? Nhà làm gì đấy? Được anh. Ừ, anh muốn biết trước đấy, trước khi gọi cho anh thì em làm gì? Em vừa live stream xong. Live stream à? Nhưng mà em giờ em live stream trên đâu đấy? TikTok. TikTok này, fanpage này. Fanpage à? Kiểu là một tuần cứ phải live stream một vài lần cho nó cứ tương tác thôi. Anh đang live stream đấy. Nói thật là anh đang live stream đấy. Anh đang live stream á? Em đùa. Thế nói quả kênh chán đã, mà kênh anh vừa bị like xong. Ừ, em biết rồi, em thấy mấy người nói. Ừ, đang bị hacker, đang bị hack. Xong rồi... Thế bây giờ như làm rồi anh? Thì... Thế anh mới làm mình ngủ mấy ngày này. Nghĩa là hôm đấy là anh cài một cái plugin, cái làm nhạc của anh ấy. Xong rồi nó bị hacker, nó vào, nó lấy hết dữ liệu. Xong rồi đúng 5 giờ sáng ấy. Xong rồi nó hack kênh, xong rồi like Bitcoin. Like Bitcoin trên đấy, xong rồi anh vào xem, nhưng rồi YouTube nó quét ấy, mình xóa rồi, mình lấy lại được kênh rồi, nhưng mà YouTube nó quét, xong rồi sang ngày hôm sau thì YouTube nó quét xong rồi nó xóa kênh, giờ đang phải kháng, chắc là vài ngày nữa nó mới về. Lần đầu tiên bị gặp trường hợp này mà, nên là xoắn hết cả các thứ vào. Sao anh tìm? Em ơi, làm gần 2 năm rồi, sợ quá luôn. Giờ mất kênh chắc là thôi, về nhà. Về nhà với mẹ. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Ơ nhưng mà anh bảo này, em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Anh chưa biết. 2K1 à? Ôi, 2K1 gì mà lớn thế nhỉ? Không, tự nhiên 2K1 sao là khá là lớn. Ở 2K1 là... Già đúng không? Không, 2K1 là hôm nay 20 tuổi à? 20 tuổi thì đâu bé bỏng nữa đâu. Nhưng mà anh thấy khá là lớn. Trả bù cho anh. Anh già lắm. Anh sao mình nhiều chắc? Đoán đi, em đoán. Đúng em đoán. Anh chưa thấy ai đoán trúng. 97. Em trai anh sinh năm 97. Em trai á? Ủa? Đấy là kiểu, em đoán kiểu nghĩ một tí ở đây, em còn tưởng anh chưa tán rồi ấy. Ủa? Bởi mà em thôi, không lẽ em chỉ làm cho? Hả? Chưa. Ê. Cho một lần nữa. Ôi.
Nhưng mà anh trẻ mà, gì mà lấy chín mấy cơ, không mấy nhiều. Đấy, thế bảo không ai đoán đúng mà. Anh chơi nhiều nên mà còn trẻ đấy. Thế tổng là bao nhiêu? Anh 89. Hư cấu vậy thì. Ơ thật mà. Không. Không. Anh đùa đấy, anh 93. 93 á? Ừ. 93 thì mình ăn trẻ rồi đấy. Mình kiểu mặt trẻ luôn á, mặt trẻ luôn. Thường là ai đoán tầm 97, 98. Thế thì anh chơi nhiều trẻ lâu á? Ừ, chơi nhiều, anh chơi nhiều này, trẻ với lâu chứ. Okay, anh chơi gì? À, anh chơi nhiều thứ. Anh chơi chơi cả bia này, cái em hay chơi bia đúng không? Giờ này dịch chắc không còn làm content đấy nữa nhỉ? Làm nữa rồi. Anh đợt trước hay chơi bia, đợt mà. Hồi học đại học ấy, anh chơi. Hồi đại học? Ừ, bia... Đỉnh lắm nhờ? Ui. Không, không có nghĩa là hồi đấy chơi ấy, nhưng mà không chơi nhiều, không phải giỏi. Bắn với em chắc thì đã thua, chắc thì đã thắng. Anh thì giỏi... anh sẽ chơi nhiều loại bia. Bia 6 lỗ, bia 1 lỗ, bia 3 băng, nhưng mà đầy đủ cả. Wait a minute! Anh cười gì? Em đang ngồi nghĩ xem là bia một lỗ. Em không biết cái đấy à? Cái đấy là hồi Hà Nội anh có một quán quen. Anh ở đấy chỉ một lỗ thôi. Ủa thật á? Thật. Khi nào đợi gần Tết anh về Hà Nội anh dẫn đi. Một lần nhưng một cái đàn cũng một lỗ thôi. Ừ. Một lỗ thôi. Đéo tin. Làm gì có, đùa. Thế anh bảo là chỉ có anh biết thôi, chỗ đấy chỉ anh biết thôi. Rồi gần Tết về anh dẫn đi. Em ngồi xem video quá nhiều nhưng mà chưa được nghe anh hát trực tiếp, anh hát cho nghe đi. Được rồi. Dễ đấy, nói đồng ý luôn, giữ giá. Thế thôi không hát nữa. Muốn giữ giá thì giữ giá luôn. Thôi, chiều lòng người đẹp. Em nghĩ là gì? Bài gì cũng được, anh hát cho nghe thử bài đi. Bài gì chẳng nghĩ là gì. Kiểu ngồi nói chuyện anh bị bối rối quá, không biết nghĩ là bài gì. Anh cũng bối rối mà, tim cứ đập loạn xin lỗi lên. Tim cả bên phải. Tim này. Ở bên này còn gì nữa? Cái hở đúng không? Hát bài vui vui nhá. Trong nhà bài vui vui trước này. Vì giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải do anh chuyện tình mình mà vì em đã trao ai dòng lệ tràn đến cực kỳ. Những năm tháng phai mờ. Xong không thấy vỗ tay gì cả. Chết thật. Mày chết. Thôi, tôi nghĩ là khi một bài nên là
từ mình nghĩ hết rồi mình vô tay sau. À ok. Này có một live show đúng không? Ơ nhưng mà giờ em ở nhà đấy với ai đấy? Em ở với ai? Em ở với ai á? Ừ. Em đoán xem. Em đoán em ở một mình. Em ở cùng với chị Gấm. Mày định tiến. À, Gấm nhỉ? À ừ đúng rồi, anh thấy hay quay với nhau. Anh Thanh Nhiên không? Hả? Em Thanh Nhiên không? Có. Anh Thịnh không? Thịnh, Thịnh không biết, Thịnh tóc vàng thì. Giờ có tóc vàng. Trắng rồi. Trắng rồi. Làm được có thể tóc trắng rồi. Bốn người à? Bốn người với nhau. Thế ở chỗ nào? Ở chỗ nào Hà Nội? Minh Khai. Minh Khai à? Toa gì đấy? Toa gì? Thì anh biết. Để sau anh sang đấy anh chơi với Thiên. Chơi với Thiên không chơi với em? Có chứ. Được ban ngày anh chơi với Thiên, rồi tối thì anh chơi với em. Đúng là con trai của ta. Ok chưa? Hợp lý chưa? Thế thì em... Anh à, em làm TikTok lâu như nhỉ? Anh nhớ là em làm tầm nửa năm thì phải nhỉ? Đã đến nửa năm chưa? Em làm được một năm rồi. Một năm rồi chứ. À. Và công ty thì là công ty nửa năm. Còn trước đấy thì em cũng làm rồi. À. Kênh của em là gì đấy? Anh thì anh ít khi chơi TikTok lắm. Ủa? À, thế mà hồi nãy có người kêu là đang video của em về. Tất nhiên anh giờ anh lên YouTube anh search Quỳnh Ali thiếu gì, anh xem ở trên YouTube là em là chính, vì thực sự là TikTok là TikTok anh ít khi vào lắm. TikTok của em là Quỳnh Ali đúng không? Để anh follow luôn. TikTok của anh là ấy nha. TikTok của anh là Mai Anh Tài Official. Và ai chưa được quên triệu sao chịu follow mệt quá. Bây giờ chắc các anh cũng phải nhảy các thứ thì chắc là mới. Anh nghĩ là ai nhảy cũng được xem mà. Cũng đúng, vì đứa bạn anh nhảy không ai xem thật. Nhưng mà em anh thấy em nhảy đẹp đấy chứ. Anh xem suốt. Hả? Anh xem suốt. Thế máy virus đấy. Lần sau chắc là hạn chế lại. Thôi lần sau rút kinh nghiệm là xem on thôi. Không đau về làm gì. Mọi người em à, được. Bây giờ em nhảy luôn đi. Bây giờ em nhảy luôn anh xem. Thế bây giờ đây đang gọi thôi. Hay là em nhảy luôn cho anh xem này. Thôi. Sao mình phải ngại TikTok cơ thì em ngại nhỉ. Em muốn nói chuyện với anh cũng cảm muốn anh nghe anh hát cơ. Thế á. Thế rồi, thế nghĩ được bài gì chưa? Anh hát tiếp cho mình nghe. Em vẫn chưa nghĩ ra bài gì. Nghĩ ra bài gì? Nghĩ đi. Hát bài Trời Giấu Trời Mang Đi đi anh. Trời Giấu Trời Mang Đi á? Được. Bài anh biết. Anh cũng thích Avi. Biết à? Thôi. Hả? Em biết là anh biết thì em mới nói. Xem thì anh thích Ami nên là anh cũng hay nghe. Anh thích Ami. Ừ, nhưng mà giờ anh thích em hơn. Nghe nhạc. Sương mờ che khuất đồi, đêm nào anh cũng ngồi. Lúc xa em anh thực sự chỉ nhớ mãi thôi. Vì rằng mới bắt đầu tình yêu này như phép màu, cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi. Nhưng vì em quá tuyệt, nhìn đâu thì anh cũng duyệt, cứ như đôi mình là nhau từ lâu quá nhiều. Đâu phải ai cũng hiểu rằng khi mình như quá nhiều, chẳng tập trung làm điều gì hết nữa. Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khỏe mắt cay, xa là khi thấy em anh cười đôi mắt lim dim. Xa là anh sẽ tìm, sẽ nhìn em cho dù ngày hay đêm. Giá như ngày bây giờ đang gặp nhau chưa thêm, thôi thì xin ướt đi do làm nhớ quá đi. Chẳng yêu ra trước kia ông trời lại giấu mình đi, thôi thì chẳng có gì nhiều tại em đó, cứ cho như mây chẳng nhìn lỡ
con đường đầy nắng hoa, sao giờ Quỳnh đã xa, anh ngồi đây khóc to, sao trời lại không quên đi, thôi thì chẳng có gì, do là anh yêu nhiều tại anh đó. Viết lời khó phết, anh bị mắc ở viết lời. Anh viết rất được nhiều giai, rất nhiều giai điệu nhá, nhưng mà đến cái khoản viết lời khó, làm sao mà hợp viết lời đấy nó hợp với lại giai điệu khó. Không. Hả? Anh có tìm được cảm hứng để viết đúng không? Anh đang đi tìm, vẫn đang đi tìm. Nhưng mà. Thế hôm nay anh gọi để cho em, anh có trình giấy. Anh vẫn phải đi tìm, nói chung anh chưa biết được. Anh sợ gặp em xong anh lại viết những cái bài kiểu. Toàn bia xong rồi các kiểu. Đúng rồi, em tưởng là gặp em xong phải viết mấy cái bài tiên tư các thứ là bia. Tưởng thư vương thật sự. Không, tại nhìn em anh cứ nghĩ đến bia. Không hiểu sao. Thôi, anh đã dừng cái việc bia ở đây nhá. Đúng rồi, thật sự anh cứ kiểu đề cập những vấn đề bia ấy. Chắc là sau hôm nay là chắc sau buổi nói chuyện này chắc là tối thì nghĩ nhiều lắm ấy. Bia một lúc như thế nào. Ấy, Gấm à? Hello Gấm. Hello Gấm. Xin chào anh nhá. Em không chào anh à? À, em chào anh, em đang. Đang đi giày gì? Đi đâu đấy? Làm gì đấy? Đi đâu đấy? Đi mà làm gì yếu đó. Thôi đừng quan tâm mà không quan tâm em đi. Nói chuyện em anh đau giọng. Hả? Chắc em họp quá nên anh hơi đau. Con này răng yếu. Anh hát đi, anh đừng nói. Ok, nghe bài gì? Bài gì á? Âm gì? Cứ đi. Sao giờ này mạng nó cứ lắc lắc nhỉ? Em nói lại. Em nói là thi thoảng nó bị mất tiếng này, không nghe thấy gì. Em nói lại là bài gì? Cái bài 5 tháng hay bài tháng 5 gì anh? Tháng 5 á? Tháng 5, 5 tháng gì? Năm Subin cái gì? Đúng không? Subin Hoàng Sơn đúng không? Em không nhớ. Mà anh vẫn phân. Cái tháng 5 nó là tháng 5 hay là tháng 5? Ừ ha. Muốn năm hay là tháng 5? Anh không biết. Anh đoán là tháng 5. Em có đoán là tháng 5 không? Không, em đoán tháng 5 cơ. Điền về cái đấy là tháng 5 đấy là tháng 5 đấy. Không, nó phải là tháng 5. Thôi rồi, để khi nào để xem cái lời này xem nó nói gì đến tháng 5 không? Đó, tháng 5 trôi qua nhanh quá này. Chắc là đấy là tháng 5 rồi. Nhanh quá. Tháng 5 đấy là cái tháng 5 đấy. Thế nên là anh nói tháng 5 đấy. Kể cáo. Đôi khi mây quen theo gió trôi, đôi khi môi quen không cất lời, vội tay vuốt làn tóc rối bời, nhìn theo gió về nơi cuối trời. Con tim anh mang bao nhớ thương, gửi một tình yêu xa muôn phương. Giờ em như một cơn mơ từng đêm anh nhớ, còn yêu em còn thương em, chợt nhận ra anh đã đánh mất. Tình sao đôi khi bước chân em xa, tháng năm trôi qua nhanh quá, giấc mơ kia như tan vỡ, còn mình anh mang những nỗi nhớ, còn anh lại chẳng giữ đêm chờ vợ, biết em đã nơi xa lắm, vẫn mong em bao đêm chờ. Là Brit hát như nào rồi, anh không nhớ. Lại
mọi người. Hả? Anh thích bánh trung thu nhân gì? Hả? Anh thích bánh trung thu nhân gì nhất? Nhân... nhân thịt kho tàu. Thế anh có một cái sở thích là thịt kho tàu ấy. Nên ngày xưa thích ăn bánh trung thu thịt kho tàu nhưng mà không có. Anh có biết là em thích ăn bánh trung thu nhân gì không? Biết rồi. Anh cũng thích. Nhân gì? Nhân anh ấy. Không, sai. Không phải à? Em, buồn đấy nhỉ? Em thích ăn bánh trung thu nhân cơ hội để tỏ tình anh. Kinh thật, kinh thật. Một TikToker khác. Nhưng ngại thế nhỉ? Không nói gì. Thật, nó nóng mồm lắm. Ủa, lúc nào anh không biết nói gì thì anh hát đi. Nghe. Hát buồn chán. À, thích bài gì nữa nhỉ? Hát bài gì nữa? À, nãy giờ toàn bài vui. Hát bài nhẹ nhàng tí nhá. Nhìn cái má mất nức nhỉ. Một mình anh lang thang từng góc phố, muốn cười mà biết còn đau. Sau nước mắt trong tim thật sâu. Mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có những chiếc gỗ đông nàn. Theo những tiếng yêu người vẫn nói cho anh. Sẽ có những lúc khi yêu dần hơn, mà sao không thể quay lại với nhau? Trời mưa đành rơi, mà em giờ ở nơi đâu? Giờ thì anh đã biết mất em đau thế nào, biết cô đơn sẽ như thế nào. Đến đây, hãy đến và kéo này. Nói yêu thương, dù rằng anh đã biết mất mơ và ta. Dù hoa hồng, another feeling. Anh biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa. Dù thì anh đã biết mất em đau thế nào. Biết cô đâu sẽ như thế nào. Đến đây, hãy đến và khẽ hôn anh và nói yêu thương, dù rằng anh đã biết giấc mơ vỡ tan. Dù hoa another feeling, anh biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa. Anh biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa. Hát mấy bài xong em nhận ra một điều nhá. Sao? Hát nhỏ. Thích anh à? À, sao? Cái gì? Không. Anh nói nhanh quá. Thế em nhận ra cái gì? Đó là anh hát nhầm buồn, anh hơi nhạc vui. Anh buồn, em hơi vui à? Ủa, bây giờ mấy giờ uống? Anh không được. Ủa, 2 giờ, nhanh quá. 2 giờ sáng rồi á? Dã man. Ừ, tại vì mai em phải bay nữa, mai em phải làm việc. Không nói chuyện 3 tiếng cũng nhanh quá. Hả? Mai gọi sáng thì thôi nghỉ đi. Nghỉ đi được. Dạ. Mai gọi sáng nghỉ đi. Mai kiểu gì cho nói chuyện tiếp. Thì thôi, bây giờ tắt máy nhá. Hả? À. Thôi, tắt xong rồi nhắn tin. Ờ, trước khi tắt phải nói gì chứ. Ờ, em còn chưa thèm vỗ tay nhá, anh hát 4 bài khản cả cổ luôn. Bảo là anh hát xong. Vâng. Cái gì? Anh thích vỗ tay ở ngoài hơn. Vỗ tay ở ngoài à? À, được. Ok. Tắt
khéo thế là cứ ngồi yên đấy. Thôi ngủ ngon nhá. Anh ngủ ngon nhá. Em ngủ ngon nhá. Thôi nghỉ đi, mai là mình quay. Bye nhá. Ừ, bye em. Thế nhá. Bye. Ok, vừa rồi mình vừa hoàn thành xong cái clip mà hát cùng co-video, hát cùng một bạn nữ rất là xinh xắn. Đó là bạn Quỳnh Ali. Có lẽ là các bạn cũng đã biết bạn này đúng không ạ? Và nếu các bạn muốn tìm info của bạn này thì các bạn có thể phần mô tả nha. Mình sẽ để YouTube này, TikTok này, profile Facebook của bạn ấy ở bên dưới cho các bạn. Các bạn thích thì có thể follow bạn ấy. Bạn ấy cũng hoạt động khá mạnh mẽ ở trên nền tảng YouTube cũng như là nền tảng TikTok. Các bạn có thể vào xem nha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ cho mình một like và một share, và nhớ là subscribe nữa và bật chuông thông báo để chúng ta có thể nhanh chóng đạt được 500k sub. Ok. Có lẽ bây giờ muộn rồi. Chắc là mình sẽ dừng clip tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo trên Mai Tảo Official. Bye bye.